Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 1 đã công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, ông Biden cũng cho rằng sẽ phải mất nhiều tháng để có thể thay đổi diễn biến dịch bệnh. Chiến lược quốc gia được Tổng thống Biden công bố ngày 21 tháng 1 bao gồm thúc đẩy công tác tiêm phòng nhằm hạn chế sự lây lan của virus, tăng cường sử dụng khẩu trang và xét nghiệm, cũng như các biện pháp y tế công cộng khác. Tổng thống Biden cũng đã ký 10 sắc lệnh hành pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng y tế tại Mỹ hiện nay. Theo lệnh của tân Tổng thống Mỹ, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp sẽ bắt đầu thực hiện mục tiêu thành lập 100 trung tâm tiêm phòng cộng đồng trong vòng một tháng. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh sẽ phát động chương trình mở rộng tiếp cận vaccine tại các hiệu thuốc địa phương. Trong khi đó, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ tuyển dụng thêm các nhân viên y tế cho công tác tiêm phòng COVID-19. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden cũng cảnh báo rằng số người tử vong do COVID-19 có thể lên tới 500.000 vào tháng sau và sẽ phải mất nhiều tháng để toàn bộ người dân Mỹ được tiêm phòng chống lại virus này. Chính quyền của Tổng thống Biden đặt mục tiêu có được 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh trong bối cảnh Mỹ đã ghi nhận hơn 24 triệu ca nhiễm và hơn 400.000 ca tử vong. Kế hoạch của chúng tôi bắt đầu bằng việc tổ chức một chiến dịch tiêm chủng tích cực, an toàn và hiệu quả. Để đạt được mục tiêu là tiêm 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu tiên chúng tôi tại nhiệm. Chúng tôi đang trong ngày đầu tiên. Đây sẽ là một trong những thách thức hoạt động lớn nhất mà quốc gia của chúng ta từng thực hiện. Và tôi cam kết sẽ hoàn thành nó. Chúng tôi cam kết hoàn thành công việc này. Và như tôi đã giải thích vào tuần trước, chúng tôi sẽ làm mọi cách để có thêm nhiều người được tiêm chủng miễn phí, tạo thêm nhiều nơi tiêm chủng và huy động nhiều đội y tế hơn để tiêm vaccine cho mọi người, tăng cường nguồn cung vaccine và phân phối càng nhanh càng tốt. Trong một diễn biến liên quan, tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế trưởng của chính quyền Biden, đã khẳng định Mỹ sẽ tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới và ủng hộ cuộc điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.